Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần 4 bí quyết hoạt động kinh doanh suôn sẻ. Đây là video cuối cùng, cùng nhau tận hưởng thành quả. Xin được bắt đầu bài học ngày hôm nay với một câu nói của cựu chủ tịch tập đoàn xe hơi nổi tiếng của Mỹ Chrysler, ông Lee LaCocca. Dù bạn đã cống hiến cho bản thân hoặc cho nhân loại, nếu bạn đã không thể ban phát tình yêu và sự quan tâm, vậy bạn đã thực sự đạt được điều gì? Tình yêu và sự quan tâm ở đây không nên chỉ giới hạn trong đời sống gia đình. Trong việc kinh doanh với gia đình và bạn bè của mình, các bạn cũng nên dành thái độ trân trọng cho họ. Cách tốt nhất là nói lời cảm ơn trực tiếp tới họ và cùng tận hưởng những thành quả dù là nhỏ nhất. Lời khuyên chủ yếu của chúng tôi là các bạn nên tìm những lý do để ăn mừng hơn là tập trung vào sai sót của nhau và hoãn lại nó. Hơn cả các doanh nghiệp thông thường, các doanh nghiệp sở hữu cùng những người thân thiết là cống hiến bằng trái tim. Vì vậy, nên được công nhận thường xuyên. Đừng ngần ngại mà hãy thực hiện những điều ngay sau đây. Đầu tiên, hãy ăn mừng sớm và thường xuyên. Từng bước phát triển trong việc kinh doanh, từng khách hàng hay sản phẩm mới đều là lý do để ăn mừng. Tôi đề xuất tổ chức các buổi gặp mặt hàng tuần hoặc cách tuần để chia sẻ từng thành quả tích cực, dù nhỏ tới lớn. Thứ hai, hãy ăn mừng theo nhiều cách đa dạng, trong đó cách tốt nhất là cùng nhau dùng bữa. Một chiếc pizza về cơ bản không quá đắt và dù sao thì mọi người cũng đều phải ăn tối. Vì vậy, tiêu tiền cách này cũng hiệu quả phải không nào? Ngoài ra cũng có một số cách khác nữa. Các bạn có thể tổ chức họp mặt cho những thông báo lớn và quan trọng. Có thể các bạn đã thấy trên phim ảnh, khi có thông báo mừng thì mọi người thường có lễ rung chuông. Các bạn có thể chia sẻ về kỳ vọng của mình khi đã rung chiếc chuông được đặt ở giữa văn phòng. Đối với những thành viên vắng mặt, các bạn có thể gửi email với thông tin kèm theo một vài hình ảnh minh họa vui nhộn. Có thể là biểu tượng chiếc chuông khi click vào cũng sẽ phát ra tiếng. Như vậy sẽ đảm bảo là mọi thành viên đều được chung vui. Mọi thành viên trong công ty đều góp phần vào thành công, hãy gửi lời chúc đến ngày sinh nhật, lễ kỷ niệm cũng như các sự kiện quan trọng trong đời của thành viên đó. Điều này dễ bị bỏ qua vì có thể các bạn đã tổ chức tiệc ở nhà. Tuy nhiên ở công ty thì không chỉ bao gồm bạn và người nhà, hãy cố gắng chúc mừng những dấu mốc này ở cả văn phòng nữa nhé. Một miếng bánh hoặc một vài chiếc mũ giấy đáng yêu cũng sẽ để lại ấn tượng về một đồng nghiệp tuyệt vời. Hoặc những bộ phim giờ ăn trưa cũng là ý tưởng không tồi, nhất là bạn có thể tìm được những bộ phim có chút kết nối tới công ty của mình. Bằng cách này thì bạn thậm chí có thể tìm thấy một vài ý tưởng để phát triển hơn nữa. Để kết thúc phần 4 của khóa học, tôi sẽ nêu ra quan điểm về hoạt động này. Tiêu tốn thêm nhiều tiền không thực sự cần thiết. Ý nghĩa thực sự là dành thời gian để công nhận những gì bạn và đồng nghiệp của bạn đang đóng góp. Các bạn nên công nhận thành tựu của cả nhóm lẫn các cá nhân. Trong hoàn cảnh thành tựu đó có tác động nhất định đến tất cả mọi người. Hãy mời những người có liên quan thực sự và bạn có thể củng cố được mối quan hệ lành mạnh trong đội ngũ làm việc của mình. Trong phần 5 của khóa học thì chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm việc với gia đình và bạn bè. Hãy cùng chờ đón nhé. Xin chào các bạn.